Siêu toàn thể các bác và anh em lại tiếp tục quay trở lại với Vivo Audio. Và trong ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục thông báo đến toàn thể các bác khách hàng một tin cực kỳ là vui. Là đợt này thì bên em lại tiếp tục lên cho bác một trong những chương trình siêu quà tặng, siêu ưu đãi và siêu giảm giá khuyến mãi đối với những dòng sản phẩm, những bộ dàn karaoke bên em phối ghép với những dòng sản phẩm bãi và những dòng sản phẩm đẩy liền vang chính hãng của EB Pro. Và trong ngày hôm nay thì đầu tiên ở trong cái chương trình này thì bên em lên cho bác một bộ dàn bao gồm một con đẩy liền vang DLCX8 Plus. Đây là một trong những dòng sản phẩm đẩy liền vang quốc dân của EB rồi, tích hợp đầy đủ tất cả tính chức năng hiện đại như chế độ chống chập chống cháy này, đầy đủ cổng quang Bluetooth USB và không những thế tích hợp con chip chế độ vang nhại 64 bit cộng USB. Một trong những dòng sản phẩm mang tích hợp con chip chế độ vang nhại rất là cao cấp có trong dòng sản phẩm đẩy liền vang cao cấp rồi. Con chip này thì các bác hát karaoke thì không thể chê vào đâu được đối với cái phần chế độ vang nhại Echo Revert của dòng sản phẩm này. Và không những thế, dòng sản phẩm DLCX8 Plus các bác đủ để thoải mái chơi hai cặp loa JBL K512 các bác nhé. Công suất khá là ok trong cái tầm tiền 6.500.000 đồng, cái mức giá quá là mềm rồi. Và tiếp đến là dòng sản phẩm không còn xa lạ gì nữa đối với những bác khách hàng nào mà theo dõi bên em và yêu thích những dòng sản phẩm bãi của bên em, thì một trong những siêu phẩm bãi lướt JBL K512 chuẩn chính hãng. Dòng sản phẩm này thì hiện tại bên em đang để cái mức giá limit đối với những lô hàng mới là 6.800.000 đồng. Và đối với những lô hàng đợt này thì bên em vẫn để dao động cho các bác khách hàng từ khoảng tầm 6.500.000 tới 6.800.000, tùy cái mức hình thức, cái độ đẹp xuất sắc của những dòng sản phẩm, những cặp loa này. Và đối với bộ dàn karaoke này thì chỉ với cái mức giá là 13.300.000 đồng các bác nhé, 13.300.000 đồng, và tặng ngay một phần quà cực kỳ là giá trị giá lên tới 1.800.000 đồng. Đó là những dòng sản phẩm mic không dây K68 Pro của BBS. Đây là một trong những dòng sản phẩm mic không dây trong phân khúc tầm trung của thương hiệu BBS, một trong những thương hiệu sản xuất mic không dây rất là nổi tiếng và cũng như là đã phối hợp và sản xuất ra rất nhiều những dòng mic chất lượng cao cấp của những cái thương hiệu nổi tiếng rồi như JBL này, EB Pro. Và những dòng sản phẩm mic đã hợp tác với những dòng sản phẩm BBS thì nó rất là chất lượng rồi, nên các bác cứ hoàn toàn yên tâm về chất lượng những cái phần quà tặng này của bên em. Bắt mic cực kỳ là nhạy, có cả chế độ tự ngắt này. Và dòng này thì cái chất mic của nó nghe rất là thoáng tiếng coi nhá, rất là thoáng tiếng. Tay mic thì thiết kế rất là đẹp mắt này, cầm rất là đầm tay luôn. Và đầu thu mic thì vẫn đầy đủ tất cả những cái phần reset tần số tự động và reset tần số bằng tay, đều đầy đủ toàn thể bác hết. Và tổng giá trị của bộ dàn này em xin thông báo lại là 13.300.000 đồng. 13.300.000 đồng đối với bộ dàn này, và tặng ngay một phần quà trị giá lên tới 1.800.000 đồng. Và sắp tới này thì bên em sẽ lên rất nhiều những bộ dàn karaoke phối ghép những dòng sản phẩm này và đi kèm những phần quà tặng ở những bộ mic BBS K68 Pro này, nên các bác hãy ấn đăng ký kênh và cũng như là cho em xin một lượt thích video đấy, thì em bán đến bên em cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, chỉ với cái mức giá chưa đầy 15 triệu các bác sở hữu ngay được bộ dàn karaoke này rồi, vừa nghe nhạc vừa karaoke trong khoảng không gian khoảng tầm 30 m², nó rất là tuyệt vời luôn. Dòng sản phẩm cây là 1-2, 3 đường tiếng riêng biệt, 1 bát 30, 1 chung và 1 tép kèn. Đấy, đầy đủ nhá, những phần quà thì đi kèm đầy đủ phụ kiện và cũng như là còn nguyên hộp coi nhá. Đấy, các bác nhìn này, những phần quà rất là chất lượng luôn. Đấy, BBS K68 Pro, một trong những chương trình rất là lớn từ trước đến nay của bên em. Đấy. Với những bộ dàn karaoke thường thường, những bộ dàn karaoke khoảng dưới 15 triệu thì những phần quà cao nhất của bên em từ trước đến nay thì chỉ với cái mức giá khoảng tầm dao động từ 1.500.000 đổ lại thôi. Có những đợt thì những phần quà nó chỉ dao động khoảng tầm 1 triệu thôi quay đầu. Nhưng mà đợt này thì bên em lên cho các bác một chương trình cực kỳ lớn để cho các bác có thể tham khảo và cũng như là sở hữu cho mình được, săn đón được cho mình những bộ dàn karaoke chất lượng và đi kèm những phần quà càng chất lượng hơn. Đấy. Bộ dàn này thì chất âm của nó thì bên em đã test rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay thì lên nhanh cho các bác chương trình này. Các bác nào có muốn bên em lên những cái video test nhạc hoặc muốn gửi các bác những cái video test nhạc chi tiết hay là nội thất ruột gan của những dòng sản phẩm cây là 1-2 thì các bác cứ trực tiếp alo qua số điện thoại hoặc gửi kết bạn qua Zalo của bên em 0366417927 thì bên em sẽ tư vấn và gửi thật chi tiết ở những bộ dàn này cho các bác tham khảo nhé. Video khá là dài rồi thì ngày hôm nay bên em lên nhanh cho các bác để tham khảo với bộ dàn này và những cái chương trình sắp tới. Thì các bác nào mà có quan tâm thì nhanh tay liên hệ nhé.
qua số điện thoại thì bên em đã đọc ở trên kênh rồi, 0366 417 927. Và video khá là dài, bên em xin kết thúc video ở tại đây. Xin chào tuần này các bác, hẹn các video sau. Xin chào tuần này các bác.